Hội bàn về thí điểm cho phép phạm nhân được lao động ngoài trại giam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 4 thành phố, 1 quận. Ngập úng do mưa kéo dài nhiều giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đang hút khách bằng nhiều tour du lịch độc đáo. Tất cả các nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 3 tháng 6. Quý vị đang theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Trong ngày làm việc thứ 11 kỳ họp 3, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật tần số vô tuyến điện. Sau đó đại biểu thảo luận tại tổ về các dự án luật này. Trong ngày làm việc, Quốc hội còn nghe trình bày về tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Liên quan đến việc này, tại phiên họp thứ 9 hôm 22 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản tán thành với phạm vi, đối tượng điều chỉnh được đưa ra trong dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình. Theo đó, phạm vi thí điểm không quá 1/3 tổng số trại giam của Bộ Công an quản lý, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành việc cần có quy định về các trường hợp không được đưa phạm nhân ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, đề nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu xây dựng cơ chế thí điểm và thống nhất trong áp dụng chính sách hình sự. Ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học thuộc đề án đầu tư xây dựng các huyện, thành, quận hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Theo đề án, huyện Cần Giờ phát triển thành thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển thành phố xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao. Với đề xuất phát triển thành thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi định hướng phát triển đô thị sinh thái thông minh, phát triển các khu du lịch sinh thái ven sông, xây dựng phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao. Huyện Hóc Môn định hướng phát triển thành thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Huyện Bình Chánh định hướng chuyển huyện thành thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và đề ra các chương trình đột phá gồm đổi mới phát triển hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực. Còn lại, huyện Nhà Bè định hướng sẽ phát triển thành quận đô thị vệ tinh. Theo ghi nhận, chiều 2 tháng 6 xảy ra mưa kèm dông ở khu vực các quận trung tâm, phía Tây Nam và phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Các mưa gây ngập sâu ở một số con đường tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh từ trưa đến chiều tối 3 tháng 6 có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có sét, lốc và gió giật mạnh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, hưởng ứng hai chương trình Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố tôi yêu và mỗi quận huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch, nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang cho ra mắt các sản phẩm du lịch khác biệt hấp dẫn, nổi trội để thu hút khách du lịch đến các quận huyện trong mùa cao điểm du lịch hè năm 2022. Chuyên mục nhận định hôm nay xin mời quý vị nghe các lãnh đạo một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về các sản phẩm du lịch mới của họ. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú kết hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour Tân Phú đi là nhớ. Hành trình tour này, du khách được tham quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa, công trình chùa Pháp Vân, bảo tàng Sâm Ngọc Linh. Chúng tôi mong muốn tour thiết kế thử nghiệm này sẽ là một hành trình trải nghiệm thú vị dành cho du khách trong và ngoài nước, nhưng trước tiên là dành cho người dân thành phố. Chúng tôi cũng kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành cùng chung tay phối hợp xây dựng thêm nhiều tour mới lạ, khả thi về quận Tân Phú trong tương lai gần. Huyện Củ Chi cũng công bố chương trình du lịch mới có tên Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình. Du khách sẽ được tham quan hàng loạt các địa điểm du lịch như địa đạo Bến Dược, dân hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm chạy xe đạp hoặc đi xe ngựa quanh hợp tác xã vườn trái cây Trung An. Một trong những mục tiêu trọng tâm của huyện là khôi phục phát triển ngành du lịch huyện Củ Chi năm 2022. Huyện tập trung phát triển loại hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn nhằm kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cấp thu nhập từ hoạt động du lịch cho người dân. Dựa trên điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và tiềm năng phát triển nông nghiệp, huyện Củ Chi sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch trong năm 2022 bằng cách đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch nhằm thu hút đầu tư. Huyện Củ Chi liên kết, hợp tác sản phẩm du lịch giữa doanh nghiệp lữ hành với điểm du lịch, cạnh đó quảng bá sản phẩm, ngành nghề đặc trưng vùng, hướng tới ứng dụng công nghệ để thu hút khách du lịch.
huyện cũng hỗ trợ nhiều điểm du lịch di tích phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố sẽ phối hợp với các quận huyện xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương. Du lịch cũng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của du khách. Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp du lịch tiếp tục phát huy sự chủ động, năng động, sáng tạo trong việc khôi phục và tổ chức lại hoạt động cùng với du lịch thành phố. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng người dân sẽ chung tay để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ngoài việc đẩy mạnh kết nối tour tuyến với các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh còn thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng thêm những tuyến điểm tour mới ở các quận huyện để giới thiệu về ẩm thực, làng nghề rồi kết hợp cùng doanh nghiệp du lịch đưa vào khai thác, đón khách. Từ đó làm cho thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là thị trường nguồn đưa khách đi mà còn là nơi hấp dẫn khách đến với nhiều địa danh chưa được lan tỏa thông tin. Xin cảm ơn các ý kiến của các chuyên gia. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Uống cho Dr. Thanh, đạt tới không độ, tăng liệt number one, đúng như tiên, dư tiên. Nông sông người ta uống ngay Dr. Thanh nào, cùng chính loại thảo mộc tự nhiên, thanh lọc từ mát. Chuyện Dr. Thanh, thanh nhiệt tươi mát sông hết mình, cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát. Thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Uống cho Dr. Thanh, đạt tới không độ, tăng liệt number one, đúng như tiên, dư tiên. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 2 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 2 tháng 6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn, 23 tuổi, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới về tội trộm cắp tài sản. Bài viết "Trộm tiền của ngoại đi mua iPhone 13 Pro Max tặng bạn gái" được đăng tải trên vlo.vn đã nhận được nhiều bình luận bức xúc từ phía bạn đọc như: mới tí tuổi đã ăn cắp tiền. Một bình luận khác rằng bớt hiếu quá, không biết phải nói sao. Hôm 1 tháng 6, giá xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục tăng lên mốc mới. Theo đó, giá xăng E5 tăng vọt lên 30.230 đồng trên 1 lít và xăng A95 tăng lên 31.570 đồng trên 1 lít. Đây là lần tăng thứ 11 của mặt hàng này chỉ trong nửa đầu năm nay. Việc giá xăng dầu liên tục thiết lập đỉnh mới gây thêm khó khăn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bài viết "Giá xăng lên đỉnh mới phải có ngay giải pháp" sau khi đăng tải đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc như: hậu quá, xăng cứ tăng miết thôi. Một ý kiến của bạn đọc khác rằng nên có biện pháp để giảm tiền xăng cho dân. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày, từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.